Ngục tù, một không gian đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi quen thuộc với nhiều thế hệ các chiến sĩ cách mạng. Tại không gian này, những câu chuyện về sự kiên trung, can trường đã được viết lên. Trong đó có câu chuyện đậm chất huyền thoại của một trong những người đoàn viên đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây trục lá, trăng ngàn ngậm gương, lối mòn cỏ lạt màu sương, lòng quê đi một bước đường một đau. Sông xa vò võ phương trời, nay hoàng hôn đã, lạc mai hôn hoàng, dặm khuya ngất tạnh mù khơi, thấy trăng mà thẹn những lời non sông. Những cái lời nói của anh đã gây cho tôi những cái cảm xúc rất là mãnh liệt, bởi vì khi mà nhìn vào đấy thì thực sự là cái tuổi trẻ của mình đang sục sôi và mình đang mong muốn là làm sao có thể là giữ được những cái lửa đấy và làm đẹp hơn cho cái tuổi trẻ của mình. Có 17 năm từ khi sinh ra cho đến lúc anh hy sinh, nhưng cuộc đời của anh có rất nhiều câu chuyện thú vị, vẫn luôn luôn là ngọn lửa soi đường cho thế hệ trẻ, không chỉ từ năm 1931 đến nay mà tôi nghĩ rằng mãi mãi về sau vẫn luôn là ngọn lửa, vẫn luôn luôn là cái ánh sáng để soi đường để thế hệ trẻ có thể cùng học tập và cùng làm theo tấm gương của những người anh. Câu chuyện về người đoàn viên này được biết đến nhiều nhất vào tháng 2 năm 1931, khi hàng loạt các báo lớn trong khắp cả nước đồng loạt đưa tin về một sự kiện chấn động thu hút sự chú ý của dư luận. Một thanh niên mới 17 tuổi đã nổ súng bắn chết viên thanh tra mật thám khét tiếng Lơ Răng. Ngày 8, cả Sài Gòn bắt đầu biết về hoạt động của đồng chí Lý Tự Trọng. Có nghĩa là hoạt động trước đây của anh Lý Tự Trọng là hoạt động bí mật. Từ khi anh về Sài Gòn, anh tổ chức các hoạt động là bí mật. Và đến ngày 8 tháng 2 năm 1931 khi anh nổ phát súng vào mật thám Lơ Răng. Và lúc đó thì Sài Gòn này biết có một người cách mạng trẻ tuổi. Chàng thanh niên tên Huy đến nay không còn xa lạ, mà được biết đến rộng rãi với một tên gọi khác là Lý Tự Trọng. Ở ngôi làng nhỏ bình dị, nằm bên bờ sông Cầu Sông, quê hương của Lý Tự Trọng, một cụm di tích quy mô được xây dựng nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những công lao của Lý Tự Trọng đối với cách mạng Việt Nam. Trong số 8 anh chị em của Lý Tự Trọng, hiện chỉ còn người em gái út là bà Lê Thị Bảy còn sống. Bà vẫn là một kênh thông tin quan trọng cho những ai muốn tìm hiểu về Lý Tự Trọng. Nhưng bản thân bà Bảy cũng chưa từng một lần được gặp anh trai mình. Năm anh Trọng hy sinh, bà còn nhỏ tuổi. Những câu chuyện về anh Trọng, bà cũng chỉ được biết đến qua lời kể của người thân và sách báo. Nhưng tuổi già cũng khiến bà lúc nhớ lúc quên. Nghe buồn lên rồi. Ông có 5 tuổi. Ông có 5 tuổi thì là về lấy ông đi đi. Nó còn về 6 kỳ thì cái phí nó không biết. 5 tuổi rồi đi là cái lâu nó đem đi gửi rồi 6. Đem cho ông á. Nữa là gửi bên ông cậu chưa quên rồi nữa. Không, ông chỉ đánh mất việc bên. Cũng là dễ hiểu, với những thông tin hạn chế của chính em gái ruột Lý Tự Trọng về anh trai mình. Sự trải dài của thời gian và tính bảo mật khi hoạt động cách mạng của Lý Tự Trọng
khiến nguồn thông tin lịch sử cụ thể về anh không nhiều. Thêm vào đó, quãng thời gian từ lúc sinh ra đến khi mất, Lý Tự Trọng chủ yếu sống xa quê hương. Đây cũng là khó khăn chung cho những người muốn nghiên cứu về chân dung người anh hùng này và xác thực được những câu chuyện lịch sử xung quanh Lý Tự Trọng như Dương Trọng Phúc. Đồng chí Lý Tự Trọng sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914 ở tại nước Sim, nghĩa là Thái Lan ngày nay. Biến cố khiến Lý Tự Trọng chưa một lần được về quê nhà, bắt đầu từ hàng chục năm trước khi anh ra đời, liên quan đến những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của các sĩ phu yêu nước. Sau khi những cuộc khởi nghĩa này thất bại, bố mẹ của Lý Tự Trọng vốn tham gia các phong trào yêu nước, cũng buộc phải rời Tổ quốc để tránh thực dân phong kiến và tìm đến vùng Bản Mậy, tỉnh Sakhon Phanom tại Thái Lan. Tại Bản Mậy, từ năm 1909, những người yêu nước đã xây dựng một trại cày nhằm chiêu mộ nhân lực và truyền bá tư tưởng yêu nước. Đứng đầu nơi này là Đạm Thúc Hứa, một đồng chí trong Duy Tân Hội của Phan Bội Châu. Bản Mậy cũng là nơi hai cụ thân sinh Lý Tự Trọng hạ sinh anh vào ngày 20 tháng 10 năm 1914. Nhưng anh cũng không ở với bố mẹ được lâu. Hai cụ thân sinh quan trọng nhiều con, cho nên ông Trương Tuấn và cụ Đại là chiến hữu trong trong quang phục quân, cho nên mới nói với nhau này, thôi anh nhiều con để cho ăn nuôi bớt, cho là tôi ấy, tiếng Hà Tĩnh, để cho ăn nuôi bớt cho một đứa. Việc sống tại nhà ông Tiểu Tuấn giúp cho Lý Tự Trọng được tiếp thu một nền giáo dục thấm đẫm tư tưởng yêu nước, vốn là chủ trương giáo dục của Đạm Thúc Hứa. Điều này đã tạo ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời anh, khi anh nằm trong số những thiếu niên ưu tú được lựa chọn. Trước khi có cái việc các em sang Quảng Châu, thì trước đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu đã về hoạt động ở vùng Đông Bắc Thái Lan và có sự tiếp xúc với cụ Đặng Thúc Hứa. Thì qua cái tiếp xúc như vậy thì cụ Đặng Thúc Hứa đã tuyển chọn được 8 em là con em các Việt Kiều yêu nước đang sinh sống ở Xiêm. Và 8 em này là được theo đánh giá của Bác Hồ cũng như của các đồng chí cách mạng là 8 em được đào tạo khá bài bản. Lựa chọn các em ở Xiêm thì còn một cái yếu tố hết sức quan trọng nữa là cái việc di chuyển từ Xiêm sang Quảng Châu thông qua đến Hương Cảng rồi đến Quảng Châu nó rất thuận lợi. Chứ còn cái việc từ trong nước sang là hết sức khó khăn. Vào khoảng những năm 1925-1926, Lý Tự Trọng được chọn để đưa ra nước ngoài đào tạo lâu dài nhằm chuẩn bị xây dựng một tổ chức thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Lý Tự Trọng lúc này mới 12 tuổi, cùng với các thiếu niên khác bắt đầu hành trình xuất dương của mình. Từ Bản Mậy, họ di chuyển tới Bangkok, từ đó đi tàu lênh đênh trên biển 8 ngày mới tới được Hồng Kông. Điểm cuối hành trình họ hướng tới là Quảng Châu. Quảng Châu kể từ thời điểm Nguyễn Ái Quốc lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội luôn diễn ra các hoạt động cách mạng sôi nổi. Nhằm đào tạo được một đội ngũ nòng cốt cho cách mạng, nhóm thiếu niên từ Xiêm sang được hướng tới mục đích đào tạo lâu dài. Buổi học đầu của nhóm diễn ra tại ngôi nhà số 13 và 13 một phố Văn Minh. Đồng Chí Vương, tức Nguyễn Ái Quốc, trực tiếp đứng lớp. Bài học đầu tiên họ học là giữ bí mật. Để đảm bảo bí mật, các thành viên đều được đồng chí Vương đổi sang họ Lý. Lý Tự Trọng cũng chuyển từ họ Lê của cha sang họ Lý, chính thức mang tên Lý Tự Trọng từ đây. Chương trình học được soạn sao cho phù hợp với độ tuổi của nhóm thiếu niên. Ban đầu là về lòng yêu nước, yêu đồng bào, lịch sử Việt Nam, rồi nâng lên với kiến thức về Lenin, đấu tranh giai cấp và về cách mạng. Thì đồng chí Lý Tự Trọng đã thể hiện được cái tư chất thông minh của mình, cái sự lanh lợi của mình, được Bác Hồ trực tiếp dạy dỗ, được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ. Cùng với việc học, các buổi ngoại khóa cũng được tổ chức giúp học viên hiểu biết về danh thắng Quảng Châu, cũng như dấu ấn của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam tại nơi đây. Những hình ảnh ít ỏi về Lý Tự Trọng cũng được chụp tại thời điểm này. Kế hoạch đưa học viên sang Liên Xô chuẩn bị triển khai.
thì vào năm 1927, phái Hữu trong Quốc dân Đảng làm đảo chính, buộc những người cộng sản Quảng Châu vùng lên khởi nghĩa. Nhiều chiến sĩ Việt Nam tham gia khởi nghĩa và bị bắt. Lý Tự Trọng và các học viên cũng tham gia theo nhiều cách. Người làm cứu thương, tiếp tế, người đảm trách vai trò liên lạc. Đây cũng là dấu mốc ghi nhận thời gian chính thức hoạt động cách mạng của Lý Tự Trọng, dù chưa tròn 13 tuổi. Biến cố ở Quảng Châu khiến cơ sở cách mạng Việt Nam tại đây bị ảnh hưởng, cần phải hướng tới đẩy mạnh các hoạt động ở trong nước. Năm 1929, đồng chí Uông Văn Khiêm chịu trách nhiệm đưa Lý Tự Trọng về Việt Nam, chuẩn bị cho những hoạt động quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên anh được đưa về Tổ quốc sau 15 năm ở hải ngoại. Theo những tài liệu còn ghi lại khi về Việt Nam, Lý Tự Trọng đổi tên là Huy và xin vào làm việc tại Sở Than Cảng Sài Gòn. Thật khó xác định vị trí của Sở Than xưa ở đâu. Những người nắm về lịch sử của cảng chỉ dám dự đoán nhiều khả năng, nơi đó gần cầu cảng số 11. Đầu thế kỷ 20 đó là bến bốc dỡ than. Dấu tích xưa chỉ còn hệ thống nhà kho thời Pháp vẫn được duy trì. Công việc Lý Tự Trọng được giao khi hoạt động ở cảng là nghiên cứu tình hình thanh niên ở Sài Gòn chợ lớn. Tuy nhiên, hoạt động quan trọng nhất của Lý Tự Trọng là làm đầu mối liên lạc cho các cơ sở đảng. Thời gian này anh được làm việc với các yếu nhân như Châu Văn Liêm, Phan Bôi và đặc biệt là Tổng Bí thư Trần Phú. Khi tham gia hoạt động ở tại Sài Gòn lúc đó thì anh lại là người gần gũi với đồng chí Trần Phú và những người cách mạng đàn anh. Và chính cái quá trình được rèn luyện trong môi trường với những người cách mạng đàn anh, chính cái quá trình được học tập với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nên cái khí chất, cái giá trị, cái bản lĩnh trong con người của đồng chí Lý Tự Trọng. Để tưởng nhớ những nhà cách mạng hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái, đồng thời khơi gợi lòng yêu nước dâng cao, Sứ ủy Nam Kỳ quyết định tổ chức một buổi meeting kỷ niệm một năm ngày khởi nghĩa. Kế hoạch chuẩn bị cho buổi meeting được bàn bạc chi tiết, truyền đơn và các khẩu hiệu để tuyên truyền cho nhân dân được nhanh chóng chuẩn bị kịp thời, nhằm thu hút được đông đảo quần chúng, lôi kéo được lượng người tập trung đông nhất. Địa điểm tiến hành được dự kiến là bên ngoài một sân vận động bóng đá. Nhân sự cũng được phân công rõ ràng, người chịu trách nhiệm diễn thuyết, người phát truyền đơn. Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ bảo vệ người diễn thuyết. Còn Phan Bôi làm trưởng ban, có trách nhiệm chỉ huy tiến hành cuộc meeting. Ngay khi trận đấu bóng vừa tan, dòng người đổ ra khỏi sân vận động, nhóm người tổ chức meeting nhanh chóng tổ chức tuyên truyền. Lúc này người diễn thuyết không đến kịp, buộc Phan Bôi phải lập tức đứng lên thay thế. Khi cuộc diễn thuyết đang diễn ra thì mật thám ập tới trấn áp Phan Bôi. Lý Tự Trọng đã xông ra nổ súng để bảo vệ đồng chí của mình. Các tài liệu kể về câu chuyện xưa thì nhiều, nhưng những dấu tích quả thật rất hiếm hoi. Một trong số ít ỏi những dấu tích được nhắc tới nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tại địa điểm tọa lạc Sở Văn hóa Thể thao thành phố. Hơn 90 năm trước, đây chính là bót cảnh sát nổi tiếng Katina. Sau khi bắn chết Leroy, Lý Tự Trọng bị áp giải về đây để hỏi cung. Anh giữ những vị trí cực kỳ quan trọng. Ví dụ, khi ở tại Quảng Châu Trung Quốc, khi ở tại Hồng Kông, anh là liên lạc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Khi về tại Sài Gòn, anh là liên lạc của đồng chí Trần Phú. Có nghĩa là các cơ sở đảng của chúng ta lúc đó, đồng chí Lý Tự Trọng gần như là đều nắm bắt được hết. Ở đây, thực dân Pháp đã dùng đủ mọi loại cực hình, nhưng không khai thác được thông tin gì từ anh. Chúng chỉ biết anh tên là Huy, làm việc ở Sở Than, và theo một số nguồn tin khác cung cấp thì có liên quan mật thiết đến tổ chức cộng sản tại Quảng Châu. Bất lực trong việc dụ dỗ, tra tấn mà không thu được gì từ Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 4 năm 1931, thực dân Pháp mở phiên tòa xử Lý Tự Trọng. Ngày 17 tháng 4 năm 1931, Pháp mở phiên tòa đại hình để xét xử đồng chí Lý Tự Trọng. Và trong phiên tòa của thực dân thì đồng chí Lý Tự Trọng, một người cộng sản 17 tuổi, đã khẳng khái và
lời nói của anh đã trở thành lời hiệu triệu của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Đứng trước tòa, luật sư biện hộ viện dẫn: bị can chưa đến tuổi thành niên nên đã hành động thiếu suy nghĩ, vậy xin tòa mở lượng khoan hồng. Ngay lập tức, Lý Tự Trọng gạt phát lời bào chữa và dõng dạc tuyên bố với câu nói đã trở nên bất hủ: tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Chánh án thực dân nhanh chóng tuyên án Lý Tự Trọng tử hình. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong một khuôn viên đẹp và yên tĩnh. Đây là một trong những địa điểm còn lưu giữ nhiều dấu ấn về Lý Tự Trọng. Thật khó có thể tưởng tượng thư viện này được xây trên chính nền đất cũ của khám lớn Sài Gòn. Hiện tại đây cũng là nơi lưu giữ nhiều tài liệu viết về Lý Tự Trọng. Dương Trọng Phúc đã dành 3 năm để tìm tòi và biên tập một cuốn sách về Lý Tự Trọng. Nhiều vấn đề không đồng nhất về thời gian đã được Phúc kiến giải rõ ràng, nhưng vẫn còn những chi tiết về anh cần làm rõ. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng và nhiệt huyết cách mạng của Lý Tự Trọng vẫn là điều luôn được đề cao trong mọi tài liệu. Điển hình là tác phẩm Đông Dương Kêu Cứu của nhà báo Pháp André Violi, một trong những nhân chứng hiếm hoi được tiếp xúc với Lý Tự Trọng những giây phút cuối. Câu chuyện về anh sau này được bà mô tả đầy cảm xúc trong 3 trang sách của cuốn Đông Dương Kêu Cứu. Tất cả đủ để chúng ta hình dung về khí phách của một người anh hùng cách mạng trẻ tuổi. Cùng lên hơi các lô lệ thế gian, cùng lên hơi ai cũng cô bần hạ, rụng sôi nhiệt huyết trong tầng trưa. Sớm ngày 21 tháng 11 năm 1931, thì Huy bị đem đi xử tử. Sài Gòn hết sức xúc động. Hôm ấy phải ra lệnh giới nghiêm. Từ khám lớn vang ra khắp thành phố tiếng la hét của tù chính trị. Tiếng thét từ lồng ngực và trái tim của họ đã đi theo Huy ra trường chém. Chính quyền đã phải điều quân đội và lính cứu hỏa tới. Điều gì đã xảy ra giữa những bức tường này? Đứng trước máy chém, Huy định diễn thuyết thì ngay lập tức hai cảnh sát nhảy bổ vào ngăn không cho anh nói. Người ta chỉ nghe tiếng hô bị nghẹn lại: Việt Nam. Những chi tiết về chân dung người anh hùng Lý Tự Trọng đang được những người trẻ thế hệ sau như Dương Trọng Phúc hay Quốc Anh bằng những cách riêng của mình góp sức làm cho sáng tỏ và rõ ràng hơn. Một cách để tri ân người anh hùng trẻ tuổi này và những người họ hàng vốn chưa từng được gặp mặt anh. Trước đây thì chúng tôi chỉ biết bác Lý Tự Trọng chỉ có một cái ảnh tên là Quang Khăn Đỏ. Nhưng sau này thì là giúp đỡ của các cái cơ quan, các cái đoàn thể thì như vậy là ảnh Lý Tự Trọng hiện được là có được phục chế và được rất nhiều. Đó. Còn tất cả các cái bức ảnh thì được phục chế dân. Vừa rồi đây có cái bức ảnh mà hiện lên đó là cái bức ảnh rất là tuyệt vời. Cảm hứng từ tấm gương của anh đã tạo ra một hình tượng lớn vẫn luôn truyền lửa cho lớp lớp thế hệ đoàn viên kế tiếp. Hà Tĩnh tự hào là quê hương của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng. Chính nhờ truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của quê hương đã hun đúc nên một con người đầy nghĩa khí với lòng yêu nước và ý chí cách mạng kiên cường. Trong bối cảnh hiện nay, noi gương anh hùng Lý Tự Trọng, thế hệ trẻ phải khẳng định tinh thần cách mạng bằng khát vọng vươn lên, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển và hội nhập. Con đường cách mạng mà anh Lý Tự Trọng cùng lớp lớp thanh niên Việt Nam trước đây đã lựa chọn tiếp tục được thế hệ thanh niên ngày nay tiếp nối trong học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến để xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Cuộc đời, tinh thần và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng đã đem lại nhiều bài học quý báu cho thế hệ trẻ ngày nay.
đó là lòng yêu nước nồng nàn, là lý tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là tinh thần xung kích, tình nguyện, hy sinh, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong bối cảnh đất nước chúng ta đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu của 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, trở thành một nước phát triển với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thì tất cả tinh thần đó sẽ tiếp tục là những bài học rất có giá trị đối với thanh niên trong phấn đấu góp phần của mình trong việc giữ gìn đất nước. Trên chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng chí Lý Tự Trọng không chỉ là tấm gương tiêu biểu về một thanh niên anh hùng, mà còn là nguồn cảm hứng khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền lửa nhiệt huyết cách mạng cho lớp lớp thanh niên nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ noi theo. Mỗi dấu mốc quan trọng trong lịch sử đất nước, ngọn lửa nhiệt huyết được thắp lên bởi Lý Tự Trọng trong quá khứ vẫn đang được lớp lớp các đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ cả nước nói chung, nuôi dưỡng và tiếp lửa để hoàn thành những mục đích lý tưởng mới trong mọi thời kỳ. Từ lớp lớp các thế hệ thanh niên một lòng đi theo tiếng gọi của Đảng ra mặt trận chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho đến thế hệ thanh niên ngày nay với sứ mệnh hiện thực hóa con đường cách mạng của thanh niên, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Câu nói bất hủ của anh, con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Đây là ngọn đuốc thắp sáng, khơi dậy ý chí, tinh thần dám nghĩ, dám làm trong em cũng như tất cả các bạn đoàn viên thanh niên. Luôn tiên phong, đi đâu trong các phong trào của đoàn, đội, đảng và nhà nước, để rồi từ đó có thể xây dựng một cái tinh thần thanh niên xung kích ngày càng lớn mạnh hơn. Chúng tôi có những cái động lực và có cái sự quyết tâm để trong cái giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, đóng góp sức trẻ, trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước. Cũng là động lực thôi thúc tôi không ngừng rèn luyện cần tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến, có nỗ lực vượt khó vươn lên. Anh Lý Tự Trọng là một nguồn động lực và cũng là một tấm gương soi sáng cho con, để con từ đó mà con cố gắng học tập, rèn luyện được những cái phẩm chất của con để ngày càng hoàn thiện. Để mà cũng giống như anh thì trong thời buổi bây giờ, con sẽ lấy những cái cống hiến, những cái hoạt động của con để mà góp phần tạo ra những cái thành tích tốt để xây dựng tập thể đội và xã hội ngày càng phát triển hơn. Chúng con luôn luôn noi gương anh Trọng để làm tốt những cái hoạt động đoàn đội cũng như là trong học tập. Sự truyền lửa của anh hùng Lý Tự Trọng đối với trong cái hoạt động đoàn của bản thân thì cũng thể hiện qua sự cống hiến vì cộng đồng. Tất cả những công việc mình làm đều xuất phát từ lợi ích của cộng đồng và từ đó mang lại một cái giá trị tinh thần cho xã hội. Nếu như thế hệ của anh là thế hệ chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc, thì thế hệ thanh niên sinh viên của chúng tôi ngày nay mang một cái trọng trách lớn, đó là trọng trách đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trên chặng đường đấu tranh cho tự do của dân tộc, lịch sử đã ghi dấu biết bao sự hy sinh. Lý Tự Trọng cũng như nhiều chiến sĩ cộng sản khác đã hy sinh, mãi mãi sẽ được ghi nhận là những người anh hùng của nền độc lập Việt Nam. Những anh hùng đó đã sống và sẽ sống để đi cùng lịch sử với tên gọi được lưu danh cùng hai tiếng anh hùng.